Dạ, Thái xin kính chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Thái xin chúc quý bà cô chú cùng anh chị và các bạn là thật nhiều sức khỏe nha. Hôm nay thì mình tiếp tục là cái công việc của mình là đi gom rau củ. Thì hiện giờ là mình đến là cái xã này là xã Khánh Hòa nha cô chú anh chị. Thì ở đây thì mỗi nhà người ta cho một ít, mình gom lại thì nó mới thành được nhiều. Đó, điên điển. Đây là bông điên điển của Phi Nhung nha. Nhưng mà Phi Nhung bây giờ là không có còn nữa. Nổi tiếng là cái bông điên điển này đây. Ở đây là có mớp, mớp đồ ngon lắm. Thì đồ đây bà con người ta cho rất là nhiều. Thì trong và trong đây có rau muống, rồi cải thìa, rồi sả, sả luôn đó hả? Nhiều dữ vậy đó hả? Toàn bộ sả hết luôn đó nha. Dạ. Rồi, để mình qua đây mình xách thêm nữa. Thì ở đây bà con người ta rất là thân thiện cô chú anh chị. Dạ. Xách một lần bốn bịch muốn quải trà đậu luôn á. Đây, đây là bí đao. Thật luôn. Một mớp nữa hả? Một mớp chắc chiến nữa quá. Đây, tiếp camera tiếp bọc đi, tiền cuốc nữa cho hết luôn. Rồi, đi. Đó. Quả như vậy đó cũng rất là vui nha, vì là có đồ cho bà con mình đi về là có đồ đang ăn đó đó. Mớp quá non rồi, mớp đu đủ nữa ha. Và bí đao nè, qua đây tới đu đủ rồi. Muốn luôn không cô? Muốn luôn không? Muốn luôn thì muốn luôn. Quá trời, hai bao đu đủ. Hôm trước mình cho bao đu đủ ở trên Sài Gòn Bình Dương đó cô chú. Người ta mừng dữ lắm. Đặc biệt cái đu đủ ở Khánh Hòa này thì nó ngon hơn so với các cái chỗ khác. Nó ngọt hơn. Đây. 50 ốp bu. 50, 50. Tiếp con tiến về Sài Gòn mới nổi. Không tiếp gì trơn, sao tiếng vậy? Bao nữa nè. À, tiếp cái, tiếp cái anh. Tiếp cái có con trai liền nè. Con trai chỉ là con gái. Có luôn rồi hả? Có luôn rồi. Có luôn rồi á thì kiếm thêm bà nữa. Quá đã luôn. Hả? Nhớ chứ sao không? Nhớ chứ sao không? Cái bịch đó cho luôn hay về của người ta? Cái bịch này sao vậy? Bịch đó thấy lựa ngon quá, không biết của người ta lựa ra hay gì á. Cái bịch này có ai là hay lấy không ạ? Bịch này có ai lấy không? Cho luôn nha, cho lấy à. Bây giờ là tới đến là đây là cải, cải ngọt, ngọt bịch vậy đó ha, mặn cho mà mặn từ sáng. Dạ con với chú cũng mới được ăn cơm, mới ăn cơm đó. Dạ đợt này về nữa tới chuyện nữa hả? À, tới con chuyện nữa rồi. Dạ. Quá. Wow. Còn gì nữa không? Xả không? Xả. Vậy đó ha. Sao chùa cái đó ngon hơn này ta? Phong bì nghe. Phong bì nghe. Dạ. Khỏi khỏi, dựng đứng khỏi khỏi. Cái xả này là đem về là nấu nước đó. Nấu nước cho khu phòng cho khu cách ly á. À, cho các anh em người ta mới về đó. Hai bọc ngày qua cho là về em ghé chở dầu xin chanh luôn. Nấu nước luôn. Dạ. Chanh đó ha. Ở đây không phải là đồ cho mấy anh em
Dạ đúng rồi. Đúng rồi, thì ở đâu cũng vậy thôi, người đóng góp ít chứ mình đâu có nổi hết đâu. Còn gì nữa? Còn gì nữa? Mấy phòng này luôn hả? Mấy này hết luôn không? Chưa xả rồi ha. Con mình cũng lợi hại lắm nha. Bởi vậy chốt ổng phái đi chung với mình là nhiêu đó. Này luôn không? Hết luôn ha. Qua đợi coi, bây giờ qua đợi coi. Ơi. Ơi. Là luôn. Quá là coi. Rồi. Còn hết. Này luôn không? Vậy hả? Tưởng đâu cho luôn là quất luôn đó nha. Còn nữa không? Ở cái đó để, cái đó để lặt mới được ha. Rồi. Dạ phải lặt sạch sẽ rồi mới cho nha. Rồi. Dạ. Rồi cảm ơn cô chú mấy bác ở đây nhiều nha. Rồi mình sẽ tiếp tục mình đi gom tép nha cô chú. Dạ. Rồi cảm ơn nhiều, bây giờ bao nhiêu cũng hết hết đó. Về tới 9.000 người lần. Dạ thì hiện giờ là mình đã đến ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo thuộc xã Bình Mỹ nha cô chú anh chị. Thì cái khu này thì mình sẽ đem là rau củ quả về. Thì chỗ này là nấu một điểm nữa, tất nhiên là mình sẽ với chú sẽ phụ trách là cho nấu hai điểm. Một là một điểm ở trong Bình Chánh, hai là cái điểm ở Bình Mỹ là cho bà con ở Bình Dương với Sài Gòn về đó cô chú anh chị. Họ ở trong cái khu mà cách ly riêng biệt thì thành ra mình bắt buộc là mình phải lo cơm. Thì nói chung ra thì các bà con về đó thì người ta sẽ cho dùng tương nhiều nghe cô chú anh chị. Còn nếu như mà khi đã về đã ổn định rồi mình sắp xếp lại, nếu như mà có số người nào mà ăn mặn á thì mình sẽ tiếp tục là làm thêm là nấu mặn lên cho bà con luôn. Thì cái tỉnh An Giang mình đó, hồi tối không là về là 9.000 người đó cô chú anh chị. Thì cho nên là bây giờ là trong cái khả năng của mình thì mình lo được bao nhiêu thì mình lo để là giúp bà con nghe cô chú anh chị. Thì cũng rất cảm ơn là các cô chú anh chị đã ủng hộ là để là mình có cái chi phí tiếp tục là để giúp đỡ bà con tiếp nha. Thì những cái phần này á là của bà con ở đây là để hỗ trợ cho những người mà ở Bình Dương mới về. Thì thời gian về lâu về dài thì mình chưa biết làm sao. Nhưng mà cái khoảng thời gian này thì lúc trước mình cũng đã có hỗ trợ một số. Thì hiện giờ thì cái tiền quỹ mình đã hết rồi. Thì được một mạnh thùng quân đó là mới hỗ trợ thêm cho mình là được thêm là 500 đô. Tất nhiên là được 11.300 nữa. Thì mình sẽ tiếp tục mình làm nữa nha cô chú anh chị. Đó, thì bây giờ là bắt đầu mình xuống là đặng gỡ cho là các cô nấu. Thì các cô trong ban trị sự thì nấu đồ chay nha. Còn gì nữa không? Nhiêu đây à hả? Nhiêu đủ nấu không? Đủ rồi ha. Rồi đủ thì mình sẽ tiếp tục mình đi tiếp nha cô chú anh chị. Đi vô trong kia thì sẽ xuống tặng cho ông Mừ mấy cái xả này với mấy cái chanh. Đặng ông Mừ nấu nước vô chai, nấu nước là chanh, đường, xả, rừng là để là cho bà con ở trong khu cách ly, trong khu Bình Chánh nha cô chú anh chị. Thì bây giờ mà quý vị và các bạn cùng đi với mình. Cảm ơn cô nhiều nha. Dạ dạ. Rồi. Nhiều đó là dạ, hiện giờ thì mình có mặt tại nhà của chú Mừ rồi nha cô chú anh chị. Thì chú Mừ hôm nay thì bà con về quê thì chú Mừ sẽ đảm trách nhiệm là bây giờ là nấu thuốc luôn rồi cho luôn. Lúc trước thì mình gỡ ra Bình Dương với Sài Gòn thì chanh, rừng, xả thì mình nấu không có được nha, do là xa. Thì bây giờ về đây bà con người ta về đây rồi gần cái khu phong tỏa cách ly thì chú Mừ sẽ đảm trách là nấu luôn. Thì hôm nay là mình gỡ đồ vô đủ cho chú Mừ để nấu luôn. Đây là xả, đây là gừng, đây là chanh, nó là đầy đủ luôn. Chanh đó là chanh ngon lành luôn đó chú Mừ. Cái bài thuốc là mình có, mình nắm trong tay rồi hả chú Mừ? Xả bây giờ mình lấy hết cái này đi, rồi bữa hai bữa nữa có gì thì mình tiếp tục mình mình lấy thêm. Rồi bây giờ là mình khỏi đi nhổ, có người ta cho mình sẵn luôn đó. Rồi nè, gừng chanh xả nè, có ăn gì lấy ăn đi.
Bà Mơ. Mà cái xã này để được mà. Sao? Sao? Xã nào nó sao? Nhiều nó hơi nhiều. Nó hơi nhiều ha. Không vậy cũng được, mình nấu nhiều lên xíu, đậm lên xíu đi. Được, đậm được. Vậy ha, cái công thức mình có chưa? Có rồi. Công thức có rồi phải không? Ừ. Còn hết rồi hả? Hết rồi. Còn gì nữa không? Hết rồi hả? Bà Mơ ăn gì lấy đi bà Mơ. Ừ lấy đi. Lấy gì ăn lấy đi. Ăn đi nè, thì lấy bột đi nè đi. Ừ. Thì sao? Bầu này hả? Mớp hay bầu? Nè, làm thì ăn. Ừ. Làm thì ăn, lấy gì nữa? Bầu nè. Nè, ăn đang làm cho bà con. Ăn đang làm cho bà con chứ đâu phải là ấy đâu. Có 100 mấy chục ký giờ muốn nữa kìa. Có 100 mấy rồi hả? 100 mấy thì bữa nào lấy qua bù lại vô cho người ta. Bây giờ là nói chung ra là không có cái gì mà phí hết á. Ừ. Ờ, cho bột cho leo. Chập ra bột cho leo nữa nè. Đó. Rồi phải không? Rồi. Rồi. Cái công thức này thì mình nắm vững rồi ha. Bắt đầu là ngày mai sáng mình nấu hả? Sáng nấu, khuya nấu. Vậy là khoảng bao nhiêu chai có nghe nói chưa? 300. Khoảng 300 chai ha. 300 chai là mình nấu là bao nhiêu gừng, bao nhiêu chanh, bao nhiêu đường hả? Đó chút xíu à, chị đường là 4 kg đường. À 300 phần mà 4 kg đường. À 300 phần cho trên 4 kg đường, vì cái phần hồi nãy sáng tao nấu là nấu gì là có 200 hoặc 300. Nó có công thức thì mình nhân lên hoài, bao nhiêu người là mình nhân lên hoài. Là đường nhân là bao nhiêu hoài ha. Rồi chanh đồ là nó có sẵn hết rồi nha chú Mừ. Thì đủ nó quá chứ rồi. Vậy là ngày mai nhờ chú Mừ sẽ nấu cái phần này. Bây giờ nấu được 2 bữa rồi. Dạ. Tại vì cái cơm chay á cô chú anh chị thì đã có người nấu rồi. Dạ đồn vô tới vậy. Sát vô, sát vô, sát vô. Sát vô. Hiện giờ thì tới đoàn Sài Gòn với Bình Dương tới nha cô chú anh chị. Nó thì cũng rất là nguy hiểm. Đóng cỏ lên bố ơi. Nó thì dẫn đoàn vô như vậy đó, bà con về vậy đó cô chú anh chị. Cho nên là mình là phải phục vụ cho họ. Đó. Họ về đó. Mang khẩu trang đàng hoàng thôi chứ có đâu. Rồi về tới luôn đó ha. Dạ. Vậy đó, ta chia ra mà. Chia ra mỗi một xã bao nhiêu người đó, về xã người nào đó thì người đó chịu trách nhiệm. Xã nào chịu trách nhiệm? Hết rồi đó. Rồi. Thì vậy là mọi sự nhờ chú Mừ ha, về cái phần thuốc nha. Dạ. Thì ngày mai thì con sẽ đem vô là một số thuốc tây nữa. Tôi biết cái chỗ mà cách ly là bao nhiêu người, con sẽ đem vô bao nhiêu thuốc tây cho người ta nữa. Với kết hợp với cái này luôn. Dạ thì video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc nha cô chú anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị vào một video tiếp theo nha. Xin chào, chào Mừ ơi. Chở gì đâu ạ? À?